rau nha mọi người. Mấy cái này tao mới nhổ rồi nè. Ôi trái bí khổng lồ. Ê đừng bước qua, tao cho qua. Ê bí thiệt nè. Bí khổng lồ. Ê tao mới cho qua, chú vô. Đứng rồi ui là tao quánh mày Ruby ơi. Đừng có phá. Đi nè, đi lên trên nè. Bí thiệt đó. Còn dính cùi nữa. Đi đi hai lên thấy dâu. Có trái bí 126 kg nữa. Xô đổ hay là có bí 126 kg. Không có nữa. Nó cháu biết đã là bự rồi đó, mấy chục ký gì rồi đó. Ôi vô nãy sáng là bẻ. Sáng là bẻ hết rồi. Dâu kìa, chị nó hái kìa. Dâu kìa. Nè. Dâu kìa. Trên bàn bọc tự thú thú trên bàn đó. Dâu nè cô Thị ơi. Ê ê ê cái dâu này chín nè. Lấy hộp ra kem. Trời ơi Ruby. Ruby. Cái này ngon nè. Hộp có lớn đó, hả Kem? Hộp bằng trăm. Lấy kéo Kem. Khỏi kéo được không? Ruby để cho chín thấy nha con. Ê cái này chín quá mà nó xấu quá vậy. Chín quá thì nó ngọt. Ngọt thì nó ngon. Mà nó xấu nè. Rồi cái trong có vô trắng trắng kìa. Thôi trắng vô sống bẻ làm gì. Hiếu Kem ơi, cái nào đỏ đậm hả hái nha. Dâu Úc ơi. Kem ơi con lựa trái đỏ đậm con hái nha. Ê hái hồi mấy trái xanh lè không. Cái này được không? Ừ đi nè. Trời đổi gì nha. Ủa nó hái đỏ đậm đâu. Hái cái này chưa làm chưa đấy. Bỏ lại vô. Nếu mà thích hái dâu chín đỏ thì ăn đi, chị ra tí đông cho nó nha. Trong hả chị? Sáng nay
này mình hái rồi á. Dạ dạ dạ. Đi đi vô trong đi. Em thích ăn dâu chín lở thì đi vào phía trong hái. Dâu này là bảo quản. Ê ê, bi 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 đừng hái, đừng hái. Vô trong nè, vô trong nè. Kém ơi, vô trong nó đậm. Thôi đi vô trong nè, vô trong, trong chưa hái nè. Đi. Trong này người ta chưa hái nè. Theo mẹ nè, Gubi theo mẹ nè. Gubi theo mẹ nè. Gubi theo mẹ nè, để mày bỏ vô hộp chung với Gubi nè. Ê, vậy mình hái mớ đỏ đậm mình ăn trước á. Cái kia thì mình để riêng. Không lấy cái gì này đựng nè. Bi với kem kìa. Bi 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 bi. Nhanh đi, cho bự nè. Ừ. Được, được. Nè 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 nè. Nè, ngon quá. Con cầm đi, con cầm đi, mẹ hái cho con hái gì trái có lớn vậy. Chết ra đây. Ê nè, mày chỉ cho con hái trái này nè. Cháu bụi chị bá đâu? Nè. Thôi nó chưa chín, để kiếm trái đỏ á. Cỏ nè. Đây nè, bi 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 bi. Nè con hái trái này nè bi. Ồ trái này. Bi, nè nè nè. Đây nè. Đây nè. Chạy lên đây nè, hái trái này nè. Quả trái này ngon rồi. Cái này. Ừ. Ê, ê đừng. Ngắt ngắt ở trên. Em bái á. Wow, ngon quá. Mình ăn đi. Đây mày chỉ cho con hái nha. Nói. Bi 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 đây nè bi. Bi 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 đây. Nè cái đỏ nè. Đây nè bi ơi, khum xuống dưới á, khum dưới nó mới thấy nè bi. Wow. Cái này đỏ tươi nè. Nè Bi, bỏ đưa hộp mày bỏ vô nè. Ừ. Nè. Cà chua. Ồ. Ừ. Cà chua nhỏ, cà chua Gubi. Để Gubi đưa hộp mẹ nè. Rồi đi lên đây nè, đi lên đây nè. Kem ơi, con lại đây coi. Con bé thôi, sống ngăn, khỏi ngăn luôn. Đem lại hộp ra đây coi. Bi ơi, đem hộp ra đây Bi. Hộp ra đây. Đang có gì vậy nhỉ? Nè Bi.
đây nè, đây 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 đây. Ôi, trái này hư rồi. Nè nè, thôi chưa chín đâu, lại đây. Lại mấy trái này chín nè. Ừ, hái nè nè nè, con hái trái này nè. Nè. Ừ. Rồi hái đi. Ơ trời ơi, bức dữ gì. Rồi bỏ vô đi. À, mẹ làm cái gì vậy? Rồi đi. Cái dâu này chín chưa? Bi ơi, chín nè. Đây nè. Khoan, lại đây nè, lại gần mẹ nè. Ồ, trái này ngon quá. Sống rồi, con hái chi rồi, bỏ vô hộp đi, bỏ vô hộp đây đi. Bỏ hộp cái chín này, cái chín hả mẹ? Con đừng có bẻ nữa, con bẻ trái sống không. Đây nè, đây nè, đây là trái đỏ nè. Bỏ wow, trái này ngon quá. Bỏ vô hộp. Ừ, con cầm đi mẹ bẻ cho. Đây nè, đây trái bự quá. Bự quá. Ừ, cái bự, ôi, bự này bị hư rồi. Gì? Bi 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 đây nè bi. Bi. Bi ơi. Cho tăng chú lẹ, chú lét kìa trời. Ừ, có gì chú lẹ, chú lét khoảng giếm nó ngọt. Chua quá. Mấy trái này sao dập rồi. Dập khó đi. Mấy trái nào hứng rồi là đâu lấy đâu bỏ mà. Em nghe, em nghe. Em đang Đà Lạt rồi. Dạ dạ. Wow, hai cái dầu quá. Chín nó không giòn hả? Nó con đỏ. Ủa, đừng có bẻ, con đừng có bẻ nữa. Cái gì cho kiếm cho mẹ. Chưa. Chưa. Ê. Trời ơi, người ta quýnh đó. Lại đây. Rồi bỏ vô nè. Đưa đây đưa hộp đi Bi, hồi đổ mình lum. Cô Bi. Em tới cái chỗ nào nó gì gì trái á. Ruby, Ruby, bé, dục. Ngọt dầu nó thầm xuống giống cái gì? Chín trái mà. Có hai cái dầu kìa. Ở đây vậy, lại vô kia nó thấy mấy trái rồi. Đừng, đừng, đừng. Cầm ở đó, cầm ở đó vô. Rồi. Ruby.
Ừ. Thấy không mình ăn, mình ăn ly ở ngoài. Ly nhiêu vậy? Dễ hả? Dễ hộp này nữa. Hai đứa hai hộp đó nghe, đừng bể nó nghe. Cái này ngon quá vậy, ngon mà bị hư rồi. Cứ nước kem đâu rồi? Nè bỏ vô. Ai hả? Quý ơi. Có ép lại luôn á. Quý ơi. Ép lại dập hết. Ôi trái này bự cái gì? Ôi trái này ngon quá. Bự cái trái này không? Ừ. Ô bự hơn miếng. Nó chín. Nhiều khổng lồ. Đi Đình Lạc. Ôi chị dâu này bự vậy. Hồng nằm trong đó quá. Nè Gubi ơi, bỏ vô hộp đây nè. Gubi. Cái hộp Gubi rồi. Gubi đâu? Bỏ đâu rồi? Bữa nãy thấy bé thấy cầm hộp dâu mà. Ừ, nó bỏ đâu rồi? Hộp dâu ở đâu rồi Gubi? Tôi đang có một giây phút thật tuyệt vời. Đừng dập luôn. Được ngồi yên cùng với đại chúng. Cầm bóp để nó dập luôn. Cùng quý thầy. Trong một khóa thiền tập. Mấy trái nữa là đủ rồi. Mấy trái là đủ. Hứa với lòng là. Tôi bỏ mấy trái dập ở đây ra. Em lựa mấy trái đẹp đẹp. Tôi sẽ sống. Cái gì? Dập kìa, con hái dập kìa. Để chứng tỏ rằng tôi đang thưởng thức giây phút của hiện tại. Đang đặt mình một cách trọn vẹn trong giây phút của hiện tại. Tại vì tôi biết rằng giây phút này, chỉ có giây phút này thôi. Để quyết định nên là tôi có thể an hay là không an, lạc hay là không lạc. Giây phút này thôi.
tôi có thể nó ăn thấy nó chua chua đó. Đúng rồi, thì nó cũng phải chua chứ mà. Không có giây phút kế tiếp ăn thử cái này. Không thể nào nắm bắt được cái này. Dâu này dâu hàng nó sẽ mềm á, mềm hơn dâu đá. Chỉ nắm bắt được giây phút này, cho nên tôi xin thệ nguyện sống trọn vẹn trong giây phút này. Ừ, rất là ngọt à. Muốn không có phiền não. Nhưng mà thường mấy trái chín đỏ mà nó khô khô thì nó sẽ ngọt, chứ trái này nó ngọt nè. Cái trái nó khô khô thì nó ngọt. À, em thấy mấy trái dâu gửi mà chứ nó còn nóng mềm mà nó dâu dâu gì vậy? Dâu nó cứ giòn giòn hả? Dâu nhiều loại lắm, dâu Nhật, dâu rồi, dâu này dâu Hàn. Dâu này nó mềm. Dâu thường là mình nhiều loại, dâu đeo, dâu mì đá nữa. Thả lỏng. Như dâu nào mắc nhất? Tôi chỉ biết không biết nữa, nhưng mà thấy các cái loại dâu này với dâu Nhật là nó cũng ngang nhau nè. Có dâu mắc hơn thì em chưa thấy. Cảm thọ của tôi. Rồi hai ngủ rồi. Đi Đà Lạt nha. Em ý ơi. Ủa với thằng kem ở đâu rồi? Kìa nó làm gì nè. Ủa? Ơi. Dạ không ạ, à, dốc sạch. Ăn đi, đi đi. Bé cái sạch ăn, bé cái đỏ. Ăn liền bé cái đỏ thôi. Ê, biết nãy giờ không có la. Nãy giờ không có la. Em đâu rồi? Ủa chứ biết không lồ nè. Biết thiệt đó. Cũng nó biết thiệt. Ủa biết á, mình làm gì chị? Mình trồng để bán hay là nguyên là chân rồi vậy á. À, mình có đem ra đây mình chân xong rồi người ta mua về người ta làm theo nguyên trang trí. Mấy cái dâu nó làm dập hết trơn. Bảy nước hết rồi. Hử? Để đi chị, hồi nó ra tính tiền luôn. Hay là lấy tiền luôn. Tiền tùy, nếu mình tính riêng hay là tính chung. Tính riêng thì tính luôn, tính chung thì hồi đợi. Để hồi gọi ra đi tính luôn. Nước nước này ngon nè, ăn đi. Cái này hư rồi nè. Ừ, nó bị sâu cắn. Nó rất là khoai nè. Ngon. Ừ. Ôi, Gubi đâu rồi? Nhưng mà tụi con thấy tụi con cầm tụi con rỉ quá, nó hư hết dâu. Ừ. Nhưng mà mình dùng kéo mình cắt thì nó đỡ hơn, không có rỉ. Cái nước mắm này thì nó ngọt. Ngọt lắm luôn á. Ngọt là mình ăn liền. Ừ. Để nó hư. Nước mắm cũng ngọt lắm luôn. Cái này đậm nhất luôn. Ngọt quá. Cái này còn ngọt hơn cái nước mắm. Gubi ơi! Lên! Cái gì? Kìa! Cái nón kìa! Trên đây nè! Trên đây nè! Trên đây nè! Lại lên! Thấy! Đây nè! Trên đây nè! Trên đây!
rồi lấy đội đi, lấy đội đi, họ bỏ quên đó, lấy kìa, họ mình về mình bỏ quên á. Ê chính sinh rồi, đội nó lên đi, đi đàng hoàng. Trời, rớt xuống đó à. Cái đầu là ta đẩy đó, đẩy dao đó. Cái gì? Nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn thở nè. Mẹ chứ khi, vậy. Khi dở đó mẹ. Dâu cái gì? Nè cầm đi. Côn trùng Ủa trái này trái gì chị? Wow. Cà chua. Trời ơi, biết được. Wow, cà chua giờ đẹp ha. Một nhánh biết như hỏa luôn á. Mình đừng hái nữa. Cà bi. Chua đó ăn được á. Chua bi á. Để mình trải nghiệm á. Anh bẻ cái bự anh ăn ơi. Ngon.
ngon. Giòn mà ngọt nữa. Hả? Giòn mà nó ngọt. Cái cà chua bi này người ta làm cái gì hả chị? Như mình ăn sống hả? Ăn như trái cây vậy á. Ăn trái cây hả? Mình ăn thử một trái đi. Nó lựa trái chín đỏ. Đỏ nhất hả? Nào em cũng mới biết luôn á, cái cà chua đó, đó mới biết không, nó không chua ha mà nó quậy gì vậy. Rồi wow bi gà. Oh.